Vâng, xin một lần nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các em lưu học sinh Lào. Vâng, hàng năm các em đều có những bài múa rất là đẹp để cúng dường lên chư Phật tại chùa Thượng Điền. Và đây cũng là năm cuối cùng của các em lưu kỷ niệm tại chùa Thượng Điền. Một tràng pháo tay nữa thật lớn để dành tặng cho các em lưu học sinh Lào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.